Hey, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì hiện tại mình đang ở đây là trong một phòng chờ. Một chuyến bay gấp gáp cuối ngày đi Nha Trang trên hãng phổ thông của Vietnam Airlines nhưng lại được vào phòng chờ hãng thương gia. Điều đó có thể xảy ra ư? Mình mời các bạn cùng xem hết video này nhé. Vì lý do gia đình mình đã làm thủ tục trực tuyến trước nên khi vào sân bay không cần phải làm thủ tục nữa mà tiến đến cửa kiểm tra an ninh luôn. Tiện đây thì mình cũng dẫn cho các bạn cách để làm thủ tục trực tuyến. Đầu tiên, các bạn truy cập vào trang web của Vietnam Airlines như trên màn hình. Tiếp đó, các bạn tìm đến ô có chữ làm thủ tục. Trang web sẽ hiển thị cho các bạn một giao diện để các bạn nhập mã đặt chỗ, họ và sau đó là điểm khởi hành. Tiếp theo, các bạn nhấn vào nút làm thủ tục và làm theo các hướng dẫn trong trang web. Và trong lúc này, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khi di chuyển bằng các phương tiện như máy bay, tàu, xe, vân vân thì các bạn phải lưu ý cho mình là khai báo y tế theo trang web trên màn hình nhé. Nhân viên sẽ kiểm tra của bạn tại cửa an ninh đó. Còn bây giờ là phần trông đợi nhất của các bạn nè. Sau khi đã hoàn tất thủ tục, mình nhanh chóng di chuyển vào phòng chờ. Trên tay là chiếc thẻ lên máy bay đã được in sẵn và một chiếc thẻ ngân hàng với rất nhiều quyền lợi đặc biệt. Có thể di chuyển hơn 1.000 phòng chờ tại tất cả các sân bay trên thế giới. Giờ thì cùng mình khám phá phòng chờ hãng thương gia nào. Hôm nay phòng chờ đã sinh ra phải mua cà phê mì này, miến này, còn đây là cơm với thịt. Mình sẽ lấy một miếng xíu này ha. Một xíu này. Hey, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì hiện tại mình đang ở đây là trong một phòng chờ. Phòng chờ này là phòng chờ Lexiconair. Thì phòng chờ này thì mình dùng thẻ ngân hàng của ba mình thì mình vào. Bởi vì thẻ ngân hàng của ba mình có những cái quyền lợi cũng khá là đặc biệt đó. Thì hiện tại bây giờ đang là 6:30. Thì tí nữa lúc 7:10 á thì mình có một chuyến bay đi Nha Trang đó, để ngày mai mình có dự một cái đám hỏi của anh mình đó, thì các bạn cùng theo dõi chương trình này của mình với mình nhé. Dùng xong bữa tối tại phòng chờ, mình nhanh chóng được chuyển ra cửa khởi hành để boarding và cũng không quên đánh giá 5 sao cho phòng chờ nữa nè. Cửa của mình đây, bắt đầu boarding rồi. Và cửa khởi hành cho chuyến bay hôm nay là cửa số 9. Tại cửa đáy máy bay còn có cả một chị nhân viên đứng đo thân nhiệt cho hành khách nữa nè. Hôm nay
thì hành khách được đưa ra máy bay bằng xe buýt. Vì máy bay nằm ở khá xa nhà ga nên phải mất 5 phút mình mới lên được máy bay. Và tàu bay khách lát cho chuyến bay hôm nay là một chiếc A321 CEO gồm 16 ghế hạng thương gia và 168 ghế hạng phổ thông. Khi đã yên vị trên chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn thì cùng lúc đó các tiếp viên cũng đi phát khăn ướt cho hành khách. Vì đây là khăn ướt kháng khuẩn có chứa cồn nên các bạn lưu ý là không được lau lên mặt nhé. Kế tiếp sau đó là màn hướng dẫn an toàn bay được phát trên màn hình chung. Các bạn lưu ý là không được bỏ qua phần này nhé. Phải đúng 7:10 như thời gian ghi trên thẻ. Máy bay nhanh chóng lăn đường băng và cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất trong thời tiết khá oi bức tại Sài Gòn. Máy bay đã bay bằng, cùng mình khám phá tụi ghế về trước xem gì hay nào. Đầu tiên là một tờ hướng dẫn an toàn bay, tiếp theo là một quyển tạp chí High Tech Fashion và cuối cùng là một cái túi nôn. Lúc này, như lúc tin trên màn hình chung thì máy bay cũng đã bay được nửa đường rồi. Và do chuyến bay chỉ có dài có 40 phút thôi nên mỗi hành khách chỉ được phát một chai nước có dung tích là 500ml. Trước khi máy bay hạ cánh, mình đi vệ sinh cá nhân xíu, tiện thể review cho các bạn xem nhà vệ sinh của máy bay luôn nè. Việc đầu tiên là các bạn phải chốt cửa để bảo vệ sự riêng tư. Khi bước vào, các bạn có thể thấy bồn rửa tay và gương khá sạch sẽ, có cả xà phòng để chúng ta rửa tay nữa nè. Kế tiếp là một tấm bệ được thiết kế tinh tế để thay tã cho em bé. Và cuối cùng là giấy vệ sinh được để ngay dưới bồn rửa tay. Sau khi đi vệ sinh thì mình rửa tay cho sạch sẽ và trong lúc mình đang rửa tay thì đèn hiệu trở về chỗ ngồi được bật lên và báo hiệu máy bay đang giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nha Trang. Cuối cùng thì máy bay cũng đã hạ cánh an toàn sau chuyến bay ngắn chỉ có 40 phút thôi. Bây giờ thì mình về khách sạn nghỉ ngơi đây. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình khám phá Nha Trang nha.